thị trường chứng khoán Hàn Quốc ngày 27 tháng 6 năm 2024. Kospi giảm 0,29% và Kodat đóng cửa với mức giảm 0,41%. Hãy cùng điểm qua các tin tức chính về thị trường chứng khoán Hàn Quốc hôm nay. Naver Webtoon được niêm yết trên Nasdaq ở Hoa Kỳ. Giá chào bán ra công chúng của Naver Webtoon là 21 đô la Mỹ một cổ phiếu, khoảng 29.000 won, cao hơn giá dự kiến. Giá trị doanh nghiệp của Naver Webtoon dự kiến sẽ đạt 2,67 tỷ đô la Mỹ, khoảng 3,72 nghìn tỷ won. Naver Webtoon có kế hoạch huy động 315 triệu đô la Mỹ, khoảng 430 tỷ won, bằng cách phát hành 15 triệu cổ phiếu phổ thông thông qua đợt IPO này. Sau khi niêm yết, cổ phần của Naver tại Webtoon Entertainment sẽ là 63,4% và với tư cách là cổ đông kiểm soát, họ sẽ có quyền bổ nhiệm giám đốc. Giá cổ phiếu của Hyundai Motor Company lần đầu tiên trong lịch sử sắp vượt quá 300.000 won do triển vọng hoạt động mạnh mẽ và kỳ vọng về lợi nhuận cao hơn của cổ đông. Ba loại cổ phiếu ưu đãi của Hyundai Motor không có quyền biểu quyết nhưng trả cổ tức cao hơn, cũng đang tăng mạnh Tính đến 1 giờ 50 phút chiều ngày 27, Hyundai Motors đang giao dịch ở mức 297.500 won, tăng 8.000 won, 2,76%. Giá cổ phiếu của Hyundai Motor đã tăng 3,11% lên 298.500 won tại một thời điểm trong ngày, chạm mức cao nhất trong lịch sử. Khi Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Hàn Quốc đang đảm bảo các cơ sở cảng và bến tàu để khoan mỏ khí đốt biển sâu dự án cá voi xanh ở Biển Đông, kỳ vọng việc khoan thăm dò có thể bắt đầu vào cuối năm nay đang gia tăng. Vào ngày này, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Hàn Quốc có 8, 6, 6 mỏ khí đốt nội địa đã được đưa ra thông báo về cơ sở cảng và dịch vụ dỡ hàng cho hoạt động khoan thăm dò cá voi xanh một ở phần phía bắc của lô 1 và đã tiến hành đấu thầu. Vào ngày 27, Nibex đã xác nhận tính hiệu quả và an toàn của vật liệu tái tạo nha chu dựa trên collagen sinh học Regenomer do hãng tự phát triển thông qua các thử nghiệm lâm sàng sau tiếp thị PMCF đang được tiến hành ở châu Âu và Hàn Quốc. Vì hiệu quả tái tạo mô miệng và chất lượng tuyệt vời của Regenome, một sản phẩm nguyên liệu sinh học quan trọng, đã được chứng minh trong thử nghiệm lâm sàng này nên doanh số bán hàng ở nước ngoài, đặc biệt là ở châu Âu dự kiến sẽ tăng trưởng đáng kể. SK Bioscience đang dậy sóng khi có thông tin sẽ mua lại một công ty của Đức nằm trong số 10 nhà sản xuất vaccine theo hợp đồng hàng đầu thế giới. Vào ngày này, SK Bioscience chuyên phát triển và sản xuất theo hợp đồng CDMO với tập đoàn Clock, một công ty của Đức. Hai RM là nhà sản xuất động cơ công nghiệp, giá chào bán ra công chúng được đặt ở mức 7.000 won, vượt quá mức cao nhất của phạm vi mong muốn. Kết quả của việc đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho các nhà đầu tư nói chung vào ngày 18 và 19 tỷ lệ cạnh tranh là 2.549,13 trên 1, biên độ đăng ký lên tới khoảng 7,5836 nghìn tỷ won. Sau khi niêm yết, hai gần RM có kế hoạch mở rộng nhà máy và bắt đầu phát triển công nghệ truyền động. Tin tức đáng chú ý trong phiên giao dịch tiếp theo, ngày 28 tháng 6 năm 2024. Tổ chức du lịch Hàn Quốc dự kiến công bố số liệu thống kê du lịch vào tháng 5 năm 2024. Theo dõi Bắc Kít VN để cập nhật tin tức tài chính Hàn Quốc.